Hello, Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dung đang đứng trước một cái hình một anh chàng người Hàn Quốc mà mình hay xem phim á. Có nghĩa là Dung muốn nói tới về cái khu trung tâm này. Cái khu trung tâm này là của người Korea. Hôm nay Dung theo chân con gái, tại vì con gái Dung sắp tới ngày sinh nhật và cháu nó muốn đi tới cái trung tâm này để mua một số quà để từ thưởng cho mình nhân ngày sinh nhật. Thì con gái Dung đang ở vô trong đó, đó là cái cửa hàng mà chuyên bán đồ quà, kiểu như là quà nói về những cái người mà nổi tiếng của người Korea. Thì trong thời gian chờ con gái Dung vô trong đó mua đồ thì Dung đi vòng vòng để quay cho mọi người xem ha. Dung được biết á, thì cái khu này á, là của người Korea, thì trong này bán những cái spa nè, rồi hàng nhà hàng nè, rồi quần áo, mà quán cà phê. Dung thấy ở đây có tới 3 tầng lận, nhưng mà cái diện tích của nó rất là rộng. Cái khu này gọi là The Source, nó nằm ở cái khu nó nằm ở đường Bích, khu Bonobat. Cho nên khu này là cái khu mà du lịch nữa, cho nên người ta mở cái khu này phải nói là rất là tiện lợi luôn. Gần đây có cái khu vui chơi rất là nổi tiếng là North Berry Farm, thì nó nằm ở bên kia đường, còn cái khu này thì nằm ở bên này. Nó nằm trong một cái tòa nhà rất là rộng lớn luôn, mà phải nói là không biết tả như thế nào luôn. Dung đang đứng trên lầu 1, thì Dung nhìn qua bên kia kìa, có quần áo, rồi trên nữa là có 2-3 quán cà phê. Rồi trên nữa là có những cái nhà hàng ở trên lầu cao nhất. Bây giờ mình đi vòng qua bên này ha, đi hết một vòng thử coi nó như thế nào ha. Lần đầu tiên đi vô cái khu này á, thì thấy nó cũng lạ lạ. Công nhận á, người ta xây một cái khu trung tâm mà phải nói là ngõ ngắt đường đi. Anh quay cái đường đi để cô chú anh chị thấy rõ nè. Nó luồn lách rồi ngõ ngắt đường đi, có nghĩa là rất là nhiều tòa nhà nối với nhau bởi cái đường đi xây dựng liên kết với nhau á. Cho nên phải nói là nó rất là rộng luôn á, mình không có, nó không phải bao gồm trong một cái khu nhà. Công nhận nó thiết kế mình không có biết được là nó như thế nào luôn á. Khu quần áo của người Korea. Cái áo này 25 đồng nhưng mà cũng dễ thương quá ha, beo beo nè. Dung có rất là nhiều áo beo nhưng mà vẫn thích áo beo. Cái tà của nó dễ thương không nè, cái tà của nó nè, lạ quá ha. Nhưng mà thôi beo nhiều rồi, để lựa cái màu khác đi. Dễ thương không? Cái này mà mặc với váy là rất là dễ thương á. Size L 15 đồng. Cái này là hàng giảm giá. Đẹp không? Cái này là hơi xấu quá. Cái này là người ta giảm giá 40 đồng. Dung mua được một cái áo phải nói là rất là đẹp luôn, rất là hợp với Dung luôn, để mặc với váy. Dung từ nãy giờ Dung thấy xung quanh đây á, người ta bán về mỹ phẩm của Hàn Quốc rất là nhiều luôn á, phải nói là trung tâm luôn á.
Con gái Dung nói là cái khu vực này là chuyên bán đồ cho những người K-pop của Hàn Quốc á, có nghĩa là những cái người mà nổi tiếng á. Dung cảm thấy là mình đi vô đây là giống như là mình không cần đi Hàn Quốc mua sắm đồ nữa, mà ở đây là Dung thấy người ta bán những cái mặt hàng là đặc thù của nước họ luôn á. Ừ, hay ha, không có cần phải đi Hàn Quốc. Đây. Ừ, Dung cũng đang làm việc với lại hai vợ chồng người đại Hàn. Dung làm việc chung với họ cũng 6 năm nay rồi. Họ cũng dễ thương lắm, họ cũng đàng hoàng lắm. Họ coi mình như người nhà luôn á. Ở đây á, nếu mà ai mà tới cái khu này mà nhiều lần á, thì sẽ biết được là cái tầng nào bán đồ gì, thì sẽ chạy lên bậc bậc kinh để xe cho cái tầng đó. Chẳng hạn như mình hiểu được á, là cái lầu 1 bán những gì, mình cần đi tới lầu 1 thì mình chạy thẳng xuống vô bậc kinh ở cái lầu 1. Còn cái này Dung đang đứng á, là ở trên lầu 2, và đây là bậc kinh của lầu 2. Đồ ăn, kem, bánh. Bây giờ mình khám phá coi lầu 2 người ta bán cái gì ha. Sau lưng Dung đứng ở trên lầu 2 á, là rạp chiếu phim. Đây rạp chiếu phim, và có cái quán coffee rất là dễ thương. Bên kia là có cái quán nướng BBQ. Công nhận cái khu này á, những cái quán xá nó rất là đẹp ha, nhìn nó chiêu chiêu ha, dễ thương. Nó có thang máy lên xuống luôn. Ai muốn đi thang máy thì đi, còn nếu không thì đi thang bộ cũng được. Hai mẹ con Dung đang xếp hàng để mua trà sữa Gong Cha. Công nhận cái khu này đông vui ghê á, bước vô cái nhà này á, nhìn ở ngoài kiến không có thấy ở trong, mà khi bước vô quá trời người luôn, đông thiệt á. Đây nhìn ngon quá à. Cái này của con hả bé? Gái hơn cái này. Mày thấy 6 đồng mấy một phần rồi ha, rẻ đẹp ngon nữa nè. Đây là cái món kim bap. Đây đây cũng 6 đồng mấy một phần à, hấp dẫn ha. Để trong mấy cái hộp này nhìn lịch sự ghê luôn á. Đây y chang luôn không con, y chang khác nhau hả? Ừ à, rồi tốt, để ăn thử. Đây là sữa trà sữa Gong Cha. Đây là trà sữa Gong Cha nha, trà sữa Gong Cha. Dùng uống cái vị khoai môn. Mời cô chú anh chị uống trà sữa với Dung nha. Rồi nó đầy quá. Rất là thơm mùi khoai môn, ngon. Mùi mùi béo béo ngọt vừa. Còn cái này á là vị đường nâu. Nhìn cái khoanh kim bát nè,
rất là chắc tay luôn á. Cơm người ta cán rất là mỏng, rất là ngon. Mời cô chú anh chị ăn kim bát với Dung nha. Trời ơi nó to quá. Cái này là không biết cái gì ở trong đây. Miếng nó thơm, thơm ngon. Đây là khu vui chơi gấp thú. Bé gấp không con? Gấp không? Nổi tiền để ra gấp thú. Một đồng là được một cái đồng xu, đồng giấy được một đồng xu. Đưa bịch đây này cầm cho. Rồi bé gấp màu hồng. Được không? Ôi, được không? Ây trời. Con màu hồng. Vô đi, vô đi. Vô. Ô, bố giỏi chưa? Hay vậy, sao không hay vậy? Lấy đi con. Ồ, hay vậy. Vô không? Có thể, ồ. Ồ, đây là những cái món ăn của người Hàn Quốc đó mà người ta để mẫu luôn nè. 13.99 đồng cái tô này, có một cái trứng, mấy miếng thịt với mì. Còn cái này là tôm dung seafood. Ý cái cây này ngộ ta. Cây sen đá mà cái này là cái gì của nó? Chẳng lẽ bông hả? Có ong nữa nè. Ôi, cái này là chắc là lâu năm lắm rồi nè, nó mới ra được như vậy. Quá trời luôn. Cái khu này tối chắc đẹp lắm á. Đây là địa chỉ của cái lốc này nè. 6924 trên đường đường Bích. Đẹp quá ha, cái khu này. Bên kia là bán cái gì nè, gà. Quán gà mà công nhận trang trí sang trọng quá ha. Trong này rất là nhiều cửa hàng bán quần áo của người Hàn Quốc và mỹ phẩm nữa. Hôm nay cùng đi dạo một vòng shopping cùng con gái và mua được một số thứ cho ngày sinh nhật của con gái Dung. Dung hôm nay Dung xin kết thúc video tại đây. Hay Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung. Và Dung xin hẹn video kế tiếp nha. Bye bye.